anh chị xin được kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Anh chị ơi, mình ngày hôm nay rất rất là bức xúc, rất là tức. Mình đã lên hai ba clip rồi nhưng mà vẫn còn chưa có đã cái nư của mình. Ngày hôm nay mình muốn nói từng ly từng tí về những gì thầy thích chân quang à đã sĩ nhục uh, sư Minh Đệ nha. Ai thương bà tám thì cố gắng share clip này để ủng hộ bà tám nha. Nhớ nha mọi người để cho mọi người đều nghe những gì và tám phân tích nhớ đó ngân hàng của em chị nhận hồ sơ cho vay tiền mua nhà trên rất nhiều tiểu bang khác nhau có rất nhiều chương trình loan không cần chứng minh giấy tờ thuế cho việc mua nhà hoặc là lấy tiền ra từ căn nhà của mình nếu như các em vừa mới tốt nghiệp đại học hoặc là cao đẳng muốn mua căn nhà thì ngân hàng của anh chị chỉ cần các em có một tháng có công an việc làm là có thể mua được nhà rồi nếu như anh chị muốn biết thêm chi tiết về việc làm loan refinance mua nhà hoặc bán nhà hãy gọi cho em chị ở số 626 236 2462 626 236 2462 Thầy ơi, thầy đã tu quá trời lâu rồi, thầy có chức sắc quá trời luôn rồi Mà tại sao á thầy lại còn sân si đến như vậy Nếu như một người bình thường, người ta kêu cái thằng này là cái thằng ba trợn Thì mình không nói Còn đằng này, thầy là một người tu nha mà thầy lại kêu một người khác á, là thằng ba trận vậy thì thầy có xứng đáng là một người mà à, tu tập mà biết bao nhiêu năm rồi hay không thầy nói đó là thầy giỏi hơn người khác dữ lắm mà tại sao thầy còn sân si đến như vậy nghe những lời thầy nói lại đi rồi thấy là thầy có xứng đáng hay là không cùng nghe nha các anh chị si sai để rồi làm gì một cái thằng ba cũng là tà tư duy. ngưỡng mộ một thằng ba trận cũng là tà tư duy rồi Trước tiên mình nói về cái thằng ba trận thứ nhất thầy ngay chỗ đó là thầy đã bị lộng ngôn xảo ngôn trước đó rồi thầy có giấy tờ thầy có bằng chứng thầy có giấy của bệnh viện khám để xác định nó là sư minh đệ không phải là một người bình thường mà là một người ba trợn hay không một người ba trợn là một người không có được bình thường nữa các anh chị người khùng khùng điên điên dở dở ương ương đó thì thầy có hay là không nếu như thầy không có là thầy đã bị xảo ngôn lọng ngôn ngay trong chỗ đó rồi thầy là một người thầy tu là thầy không được nói dối thầy không được nói xạo Thầy không được nói xét mà đằng này chỉ trước mặt một câu thì một từ đầu tiên thôi là thầy đã là một người xảo ngôn rồi các anh chị rồi cái thứ hai thầy nói sư minh tệ là một thằng ba trận vậy thầy còn thua một thằng ba trận thầy có biết hay là không lý do tại sao bà tám nói thầy còn thua một thằng ba trận là tại vì cái thằng ba trận đó hiện tại bây giờ nó được người dân tung hô nha và rất rất là uh, ngưỡng mộ thầy đó thầy đi ra ngoài đường á bây giờ đó người ta tràn theo người ta ngắn hăng làm mọi thứ người ta lại người ta dưng thức ăn người ta làm đủ thứ cho thầy có được như vậy không bây giờ thử coi thầy đi ra ngoài đường đó mà không phải là phật tử của thầy nha thầy đi ra ngoài bắt đồ này kia coi đó coi thử coi có con nào thằng nào nó đem thức ăn ra để nó cho thầy hay là nó nó đi theo thầy giống như vậy hay không thì bây giờ chỉ cần những cái thứ đó thôi là chứng tỏ một điều là thầy còn thua cái thằng ba trợn này rồi đúng không thứ nhất là lọng ngôn xảo ngôn thứ hai là thầy đang thua cái thằng ba trợn mà lý do tại sao thầy lại tức đến như vậy là tại vì thầy là một người đức cao trọng vọng thầy tự cho thầy cái quyền đó thầy tu quá lâu rồi nhưng mà thầy không được ai mến mộ thầy đến như vậy mà toàn là bị chửi không thì bây giờ đó là sao thầy tức thầy tức thầy chửi người ta mà thầy nên nhớ một điều là thầy đã là người tu hành người tu hành là phải biết buông bỏ mà thầy không buông bỏ thầy còn sân si thầy còn giận một người và thầy còn sử dụng cái từ thô thiển bẩn thỉu nhục nhã để thầy nện lên trên đầu của người khác đúng không đó là thầy đang sỉ nhục người ta thầy kia người ta là cái thằng ba trận có phải là thầy đang á là cố tình nha cố tình nâng cao thầy lên trước mặt của những người phật tử của thầy và thầy đạp người khác xuống đúng không tại vì đó là đừng nghe cái thằng đó nói cái thằng đó nói là thằng ba trợn thầy mới là thằng khôn đúng chưa thì ngay trong cái điểm đó là thầy đã sai rồi thầy thầy đã còn sân si quá thầy còn đó là ghen ăn tức ở quá mà một người đã tu hành đến mức độ đó rồi mà còn sân si còn ghen ăn tức ở đến như vậy thì hỏi thầy dạy cho ai, dạy cái gì? Đúng không? Rồi nghe tiếp nha mọi người. Ví dụ như thấy một nó mặc đồ rách ôm nó đi lang thang. Ô đây là thánh nhân đời của, của tôi. Nó mặc đồ rách đó, à, cái chữ đồ rách này mình cũng có cái để mình nói nha, mọi người, bà tám Kali coi như đó là không có lột thì thôi mà khi bà tám lột rồi còn hơn là bà tám lột bưởi nha mọi người nha mọi người nhớ nếu như thấy em chị nói đúng chia sẻ clip để cho mọi người cùng nghe để cùng thấy được đó là cái thầy này đó là ổng nó là sai trái như thế nào và mình yêu cầu cơ quan chức năng cũng như không phải cơ quan chức năng mà à, giáo hội phật giáo việt nam nên vào cuộc để đó là chỉnh sửa thầy này tại vì đó hồi lúc trước đó thiền an đó kêu ông thích nhật từ là cái thằng gì là cái thằng gì quên mất rồi mọi người kêu ông thích nhật từ là cái thằng gì đó thôi nha mà ổng sân si ổng tu mà ổng cũng giống hịch như là ông thầy này nha cũng sân si cũng làm đơn kiện rồi người ta để cuối cùng người ta phải vào tù đến như vậy đó đó cũng là ông thích nhật từ đó rồi bây giờ là tới ông này vậy tu có được cái gì không hay là tu á là chỉ có là những cái gì đó là màu mè để mà che mắt thế gian thôi. Còn bên trong nó vẫn còn sân si còn hơn, còn tệ hơn là những người bình thường. Đó. Rồi thầy nói đó là người ta đó là à, mặc bộ đồ rách đi lang thang. Đúng rồi, thầy Minh Tuệ đó mặc đồ rách là đúng rồi. Là tại vì người ta không có xin cúng dường, người ta không có lấy tiền của Phật tử, người ta không có ăn trên ngồi trước. Người ta không có đồng hồ Rolex, người ta không có rất là nhiều những cái bộ đồ mà để đó là diện cho 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 Phật tử coi mỗi ngày nha, thịt dầu thơm rồi rồi đi xe hơi. Đó. Người ta không có cái đó. Lý do tại sao người ta mặc đồ rách mà thầy cũng là một thằng ăn xin. Đúng chưa? Thầy có đi làm gì không? Thầy có kinh doanh gì không? Đó thầy cũng là một thằng ăn xin không hơn không kém. Chính cái miệng của thầy nói, thầy là một thằng ăn xin. Đó, nhưng mà ăn xin cao cấp, ăn xin trí tệ. Đó. Nếu như đó là thầy nói thì thầy nói là thầy thằng ăn xin, chứ nếu như người khác nói là thầy là một cái thằng lừa đảo chứ không phải là thằng ăn xin. Nhưng mà chính miệng thầy nói là thầy thằng ăn xin thì bây giờ thầy đấy đi. Chính thầy nói thầy là một thằng ăn xin mà tại sao cái thằng an sinh này nó nằm ở trong nhà cao cửa rộng đồng hồ rolex xe hơi và ăn yếm mà cái thằng ăn sinh kia đó thì nó lại mang đồ rách là tại vì cái thằng ăn sinh kia nó không lừa đảo nó không lường gạt chúng sinh bà tám nói đúng không các anh chị ai mà nói tôi mà nói đúng không đúng á nói vậy thôi nhớ chia sẻ cho mình bà tám nha mọi người thằng đó nó không có lường gạt chúng sinh đúng không các anh chị cái thằng mà mặc bộ đồ gắt cái thằng ba trộm đó mà thầy nói đó nó không có lường gạt chúng sinh cho nên nó nó cũng là một thằng ăn xin nhưng nó lại không có tiền nó không được mặc đồ đẹp giống như thầy là tại vì nó khác thầy nó không có lường gạt người khác nó không có đó là à mà 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 à, hù dọa người khác để cho người khác sợ hãi để người khác cúng tiền để mà để mà thầy có được nhà cao cửa rộng đến như vậy đó thì đó là người ta đó mặc bộ đồ rách nhưng mà được người khác thương là tại vì bây giờ dân chúng thấy được rằng đây mới là người tu và buông bỏ còn thầy thì sao thầy tu mà thứ nhất là thầy lấy tiền người khác quá nhiều thứ hai là thầy không buông bỏ thấy không thầy còn sân si mà thầy còn kêu người ta là cái thằng ba trợn ủa cái từ đó đâu phải là cho cái người mà tu hành đâu phải không các anh chị người tu hành không gọi người đàng hoàng như một người chân tu chân chính thì thầy thấy là cái người này mà nếu như thầy cần nói cái gì đó thì thầy chỉ cần nói một câu thôi đó là cái người cái người đó ừ thấy cái người đó như vậy thấy cái người kia như vậy là đã đã đủ rồi còn đằng này tại sao thầy sân si thầy kêu người ta bằng thằng này thằng nọ ủa tại sao vậy thầy thầy tu mà thầy đức cao trọng vọng lắm mà tại sao thầy kêu người ta là cái thằng này thằng kia người ta kêu thầy bằng thằng thầy có chịu không mà ông thích chân quan à, mà ông thích À, minh tệ ổng có làm gì có lỗi với thầy không ổng có làm bể à, mà, mà, mà 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 chén cơm manh áo của thầy không mà có thể là có đó từ đây về sau sẽ có đó ổng sẽ đó là đạp đổ cái chén cơm manh mà 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 cái, cái cái của thầy luôn cho thầy biết bây giờ là rất nhiều phật tử đã quay xe với thầy thích chân quan vì cái câu nói mà thằng minh tệ là cái thằng ba trận rồi mọi người đó mọi người nghĩ như sao về điều đó thầy là một người tu một người đức cao trọng vọng mà thầy lại kêu người ta bằng thằng là thấy là thầy đã sai ngay trong chỗ đó rồi nghe tiếp nha mọi người ngưỡng mộ một cái thằng ba trượng cũng là tà tư duy ví dụ như thấy một tay đó mặc đồ đất ôm bác nó đi lang thang ô đây là thánh nhân cuộc đời của tôi đây là bậc thánh tạo ra họ vào trường mà có biết cái phải thầy đó nó chỉ không hiểu nó tu cái gì nó nói gì nó học bao nhiêu kinh điển giúp tâm được chưa nó biết cái giới luật là gì không lời Phật dạy nó học được bao nhiêu cái sửa được cái gì rồi lời Phật dạy nó học bao nhiêu cái nó sửa được cái gì rồi thầy ơi bây giờ đó là mình cũng chưa biết là sư Minh tuệ đã học được lời Phật dạy bao nhiêu và Sư Minh Tuệ đã sửa được cái gì? Nhưng mà trước mắt tôi thấy cái nết của thầy là thầy không sửa được rồi đó. Thầy học hơn thầy Minh Tuệ mà. Tại sao cái nết của thầy thầy không sửa được? Thầy không sửa được, thầy còn sân si, thầy còn hiềm khích, thầy còn đó là mà 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 nói là giọng ngôn giọng ngữ như vậy. Thì thầy mong gì một người khác người ta sửa. Thầy nên nhớ một điều, chính bản thân thầy thầy tu cỡ đó thầy khoe là thầy mấy chục năm vậy đó thầy khoe thầy là cháu của bác hồ nha vậy đó mà thầy lại không có sửa thầy thầy học được người ta cái gì rồi mà tại sao thầy không sửa thầy còn chưa sửa được thầy mà thầy kêu ai sửa cho cho người đó bây giờ đó là chưa cần biết nha sư minh tệ đã làm được cái gì đã sửa, sửa được cái gì nhưng mà ít nhất thì sư minh Tệ tuệ cũng chưa kêu ai bằng thằng đúng không các anh chị sư minh tuệ xưng mình bằng con chưa bao giờ xưng ai là thầy đúng không còn thầy thì sao thầy xưng với tất cả mọi người thầy là thầy đó thầy là thầy đó thầy mà sao thầy ăn nói thô lỗ như vậy thầy thầy mà sao thầy còn quá là sân si vậy thầy Ông Minh Tệ bây giờ đó thầy có chửi cỡ nào đi nữa Thì ra tất cả những gì thầy chửi đó Nó chở, nó chở ngược lại Đây là cái nhân quả của thầy nè Thầy bây giờ thầy lên nói nhân quả đúng không Bây giờ hiện tại là thầy đang hưởng cái nhân quả đó Thầy chửi người ta Người ta không nghe Sư Minh Tệ không hề nghe bất cứ cái gì Kể cả hát Cho ổng nghe, ổng cũng không nghe à, Nghe bất cứ cái gì ổng cũng không nghe hết trơn Thì bây giờ thầy có chửi cỡ nào đi Sư Minh Tệ cũng không có nghe mà những cái câu chửi của thầy đó nó ngược về chính cái lỗ tai của thầy và thầy là người nghe và bây giờ thì sao bây giờ thì dân chúng lên đó, chửi thầy ngang không còn một cái gì để nói luôn đó thì đó là cái đó có phải là nhân quả hay không có phải là nhân quả hay không thầy đang lãnh đó đó trời đất ơi tu mà sao còn sân si giữ trời dưới đất vậy thầy tu mà tại sao thầy lại không có đó là cái nết gì chân vậy thầy cái nết của thầy cũng quá trời quá đất luôn á cái nết của thầy không thể nào chấp nhận được luôn á trời đất ơi là trời tu gì mà mà lên kêu người ta bằng thằng này thằng nọ thầy vậy là không không xứng đáng là bậc chân tu rồi bây giờ đó đề nghị giáo hội phật giáo việt nam đó phải đó là đuổi thầy ra khỏi chùa luôn đi hay là phạt này kia luôn đi chứ hả mà 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 tu mà 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 còn sân si mà còn ganh 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 tị ghen tức với người khác thầy có quyền có ý kiến nhưng mà thầy không có quyền kêu người ta bằng thằng nha thầy không 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 nên kêu người ta bằng thằng như vậy tại vì thầy sao thầy quá trời khoe là thầy là đức cao trọng vọng mà mà tại sao lại thầy lại kêu người ta bằng thằng một cái cái chữ thằng nó 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 không có một cái gì cho á nhưng mà người bình thường kêu thì được còn thầy thầy là bộc bậc chân tu mà thầy kêu người khác bằng thằng là không chấp nhận được chính xác một điều một là không thể chấp nhận được thầy nên nhớ điều đó nha trời đất ơi là trời thầy ơi là thầy thầy quá trời rồi quá trời rồi cái nết của thầy á hả cũng hả quá trời quá đất rồi nhưng mà các anh chị có nghe cái clip mà cái ông thầy gì đó Nói về ông thích chân Quang chưa? Để tôi uh, rảnh, đó, tôi lấy lại tôi cho mọi người nghe. Ông nói đó là thầy thích chân Quang, hồi xưa là tu với ổng. Rồi đó là cũng khôn ngoan, cũng lanh lợi. Rồi bắt đầu vô trong đó, đó viết cái bài đó, toàn đó là à, hiềm khích với người khác không thôi. Chỉ chích người khác và hiềm khích với người khác. Đó, từ những ngày đầu tiên, lúc đó là thầy chưa có là cái đinh gì đó là cái nết của thầy đã như vậy rồi nhưng mà cái ông đó đó cái ông chủ trì đó là ổng phạt thầy ổng phạt thầy thích chân quan ổng phạt xong cái sau 3 tháng cái ổng gặp người khác cái ổng đi với người khác luôn đó là từ đó về sau đó là là hai người không còn dính líu với, với nhau nữa đó cái ông đó nói như vậy đó ông, ông ông chủ trì kia bây giờ ông nói như vậy đó thì đó là là thấy đó là cái nết của thầy đó hồi xưa thầy mới đi tu là thầy đã đó là cái nết của thầy nó đã, đã là ghen ăn tức ở rồi cái nết của thầy đã không có ổn rồi nhưng mà sau này là bây giờ đã mấy chục năm rồi thầy đã mấy chục năm rồi thầy tu mà thầy cũng không sửa được cái gì thì mà thầy kêu là người ta sửa được cái gì thầy nói người ta đó là tu được gì chưa sửa được gì chưa cái nết của thầy đó mấy chục năm nay thầy tu mà bây giờ thầy còn không sửa được mà thầy kêu ai sửa người ta mới tu có năm tháng năm à ta chưa sửa được cũng không sao còn thầy thì sao thầy tu mấy chục năm rồi mà cái nết của thầy cũng vẫn y chang vậy vậy thì là tu là, là, là làm cái con khỉ dọc gì tu được cái gì tu Mấy chục năm rồi mà không thay đổi. Rồi thầy nói đó, thầy nói bậy bạ không à. Thầy nói đó. Người nào xấu đó là cái tâm chắc chắn xấu. Cái người nào đẹp đó thì chưa chắc chỉ cái tâm đẹp. Nhưng mà cái người xấu là cái tâm chắc chắn xấu. Thầy nói vậy đó mà thầy nghe được. Cái miệng thầy nói mà cái lỗ tai thầy nghe được. Nên nhớ một điều, Thầy nhìn lại cái bản mặt của thầy đi Thầy lùng Máy tấc à Cái mặt của thầy đó Xấu hay đẹp mọi người Cái mặt của thầy xấu hay đẹp Các anh chị nhìn thấy thầy đi Xấu hay đẹp Nào là đủ thứ cái gì đen thùi lùi ở trên đó Chừng trăm mục ở trên đó vậy á Mà đó là mỗi lần lên video đó nha các anh chị Chỉnh sửa áp Rồi cái mặt bóng lưỡng vậy đó mà có đó những cái à, clip á thì cái mặt xấu quá à mà có những clip á cái mặt bóng lưỡng luôn làm chi vậy thầy phải chi bà tám kali đó thì bà làm như vậy thì ok là tại vì bà điệu chảy nước ok bà làm cho nó đẹp lên ok còn thầy thầy nói làm sao thầy nói đó là làm đẹp đó làm à, là có tội làm đẹp đó là để đó là dụ dỗ người khác Thầy ơi Thầy ngồi trước mặt thầy đó Có mấy ngàn Phật tử phụ nữ không à Mà thầy làm đẹp chi vậy thầy Thầy đeo đồng hồ cái thầy cứ dắn 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 cái tay áo lên vậy nè Đeo đồng hồ cái sắn sắn tay áo lên chi vậy thầy Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai Mọi người ơi khẩu nghiệp khẩu nghiệp a gì đà phật nguy quá thầy không có làm đẹp nhưng mà là thầy khoe rolex mặc cái áo cái kéo cái tay áo xuống cho nó nó thấy cái rolex ra say say thấy cái rolex ra và cúng dường đúng hay sai đúng hay sai phật tử mang tiền tới cúng dường đúng hay sai đúng hay sai đúng hay sai phật tử Phật tử tới cúng dường vừa... đúng hay sai? Trời tôi nghi quá à mọi người Tôi sợ dường như là Chắc có cái bất chắc gì đó Cho nên nó là Mới đi tu Mình nghĩ vậy Nghi lắm Bà Tám á <laughs> Trời ơi Nói như này Nói như này Nói như này dễ thương quá phải không các anh chị tại vì bà thám là điệu chảy nước mà bà thám là phụ nữ bà thám thích làm đẹp thích à, nè nè đang nè đang quay áp đó chứ đâu bình thường đâu được đẹp dữ vậy đúng không đó là tại vì điệu chảy nước khi mình nói chuyện mình cũng muốn cho người ta nhìn thấy mình dễ thương đẹp xinh đẹp ok cho dù nó ảo nhưng mà vẫn muốn còn thầy thầy nói đó là đi tu quên đó, thầy nói đó là làm đẹp là có tội vậy thầy chỉnh áp đồ này kia làm chi vậy thầy khoe rô đồng chi vậy thầy kỳ quá à, phải không các anh chị mà điều đặc biệt đó mọi người để ý giùm tôi một cái nha trời ơi kỳ lắm người quá không biết phải vậy mà đi tôi không muốn. bởi vậy bây giờ mới suối phật tử đó đừng có lấy vợ ở nhà nuôi heo hết cho thầy nghi quá mình không lấy vợ được rồi mình kêu người khác không lấy vợ rồi ai đâu duy trì nồi giống hả thầy thầy không lấy được thầy để cho người khác lấy thầy ơi chứ thầy thầy nói vậy tội nghiệp tụi con gái tụi em ế hết thầy đúng không em ế tới giờ đây thầy không thấy sao Giờ còn chưa tìm được người nào Mà bây giờ kêu bọn con trai nó đừng lấy vợ nữa Rồi bà Tám ế tới già luôn sao thầy Thầy ơi thầy Thầy ốt gì mà ốt dữ ốt vậy thầy Trời ơi trời Trời ơi thầy kêu đó đừng lấy Ở nhà đi nuôi heo Mà thầy nói á Cái đầu á thì nó lại cấm cái đuôi Thầy nói đó Nuôi heo Nuôi gà, nuôi vịt Là có tội Tại sao Là tại vì nhốt chúng là sau này sẽ bị đi tù quả báo sẽ bị đi tù sẽ có tội thầy nói vậy rồi là thầy khuyến khích người ta đừng nuôi heo đúng không thầy vậy á mà sao thầy lại kêu người ta đừng lấy vợ ở nhà nuôi heo làm sao thầy nói vậy nó 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 nó, nó bất cập rồi nó, nó nó không có cái nào vô cái nào chứ mới đầu thầy thầy kêu người ta đừng nuôi heo rồi sau này bây giờ thầy kêu người ta là là đừng lấy vợ ở nhà nuôi heo làm sao vậy thầy ơi nói nhỏ nói thiệt nghe đi có làm sao không có làm sao không mà mà kêu mà chúng sinh đừng lấy vợ vậy thầy trời ơi thầy ơi thầy làm gì ác quá thầy làm gì chị em phụ nữ của tụi em ở giá hết trơn phải không mấy chị ở giá hết trơn luôn trời ơi phật tử mà nghe lời thầy không chịu lấy vợ chị em phụ nữ thôi ở giá hết trơn Sao chịu nổi thầy ơi thầy Thiệt chứ Thầy ác quá Ác dữ Quá ác Thấy không mọi người Nói thẳng Nói chuyện nói chơi vậy thôi Quá là bực Quá là tức Thầy Là một bậc chân tu Thầy không phải là người bình thường Thầy không được Quyền Kêu người khác bằng thằng này thằng nọ trong khi người ta không có làm gì trực tiếp tác động đến thầy mà thầy còn sân si đến như vậy thầy có quyền nói là ok sư thích minh tuệ bây giờ đó là đi như vậy đó người ta tung hô à, cũng không biết là sư minh tuệ đã học được tới đâu đã làm được gì đã thay đổi được gì đã giác ngộ được gì và có kiến thức gì rồi mà à mình tung à, hô như vậy là không đúng, mình có thể đó là à, coi lại rồi này kia, thì còn ok nha, nói vậy không ai không ai phản bác thầy hết. Còn đằng này thầy thầy lên nó thầy thầy nhục mạ người ta, thầy nói là học được bao nhiêu rồi, à, học được gì rồi, có bằng được thầy chưa? Mà tung hô như vậy, trong khi đó là thầy tu mấy chục năm mà không ai tung hô thầy trong khi một cái thằng ất ơ một cái thằng bá dơ một cái thằng đầu đường xó chợ thằng ăn xin nghèo gớt mồng tơi không quần không áo không tiền không bạc không nhà không cửa mà đi á, là tung hô nó nó là một cái thằng nó là ba trợn trời ơi là trời thầy kêu nó là đã không đúng rồi mà thầy kêu còn kêu thêm một cái chữ thằng nữa quá là đau lòng thầy ơi thầy không xứng đáng là một bậc chân tu thầy không xứng đáng là một à, người tu hành còn à, thầy à, thích à, nhập từ cũng vậy nha lên kêu à, mà mà cái ông chùa ba vàng đó tu mà còn hiềm khích còn chữ lộn với nhau như chó với mèo vậy đó các anh chị thì hả à, tôi hỏi mọi người coi chỉ cần những cái điểm đó thôi thì mọi người cũng đã thấy đó là họ tu không có chân chính rồi tại sao không hiểu mà còn đu theo để mà nghe ông nói hoài vậy họ tu chân chính là họ phải buông bỏ đúng chưa mà họ không hề buông bỏ họ tu chân chính cái kiểu gì mà đó là chửi nhau đó là đạp cờ đạp cờ rồi rửa tay rồi đạp cờ rồi rửa tay mọi người thấy không đó thầy thích nhật từ đó đó nếu tu chân chính thì đâu có hiềm khích với nhau Nhiều đến như vậy Đúng không? Tu chân chính là phải buông bỏ Đằng này không buông bỏ Mà chửi nhau Thấy không mọi người? Chửi nhau như chó với mèo Thì có phải là người tu hay không? Vậy mà tại sao mọi người vẫn đu theo thầy Thích nhật từ để nghe Rồi tại sao mọi người phải đu theo thầy thích thích chân quan Để nghe Khi hai ông toàn là là rao giảng những cái thứ bậy bạ không thôi nha rồi còn một cái cái ông kia đó là cũng còn hơn nữa à, tu chúng chúng ta tất cả của tất cả chúng ta tu sẽ thành phật còn đạo bạn đó không có thành phật đâu nha chỉ là con chiên thôi thành phật không muốn muốn thành con chiên lâu lâu nó bỏ vô chảo nó chiên mọi người thấy coi đó tu mà ăn nói đó là lộng ngôn giọng ngữ như vậy đó ai trên đời này đã tu thành phật nói tôi nghe phật thích ca hả cũng chỉ là truyền thuyết thôi bây giờ có ai thấy ông phật bay 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 trên đời trên trời này không nếu có thì tôi tôi quỳ quỳ xuống tôi lại tám ngàn lại liền tôi quậy tui, lại tôi gãy xương tôi luôn bây giờ có ai thấy ông phật bay 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 trên trời này không phật thích ca cũng là truyền thuyết thôi chứ làm gì mà có thiệt chưa ai thấy một người nào tu thành phật hết trơn á chưa ai thấy phật luôn nữa Thích ca ổng chết rồi thôi ổng chết vậy rồi mọi người nói là ổng thành phật vậy thôi chứ mọi người có thấy ổng bay 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 lên trời thành phật không có thấy người nào thành phật không mà tại sao đó là thầy gì đó dám lên nói đó là, là, là đạo của chúng ta đó là tu là sẽ thành phật còn đạo bạn đó là tu sẽ không thành đâu Ủa mình tu mà mình đi nói chuyện để cho hiềm khích với đạo bạn làm chi vậy Ủa làm sao vậy Mình tu mà tại sao mình phải nói để cho hiềm khích như vậy mới chịu làm sao vậy Người ở đâu là bỏ vô trong chảo chiên Mà ăn nói kỳ cục như vậy đó Mà vẫn ăn nói như vậy được đó Mà mình tu thì mình phải làm cái gì cho nó hòa đồng Chứ đằng này mình tu mà mình còn hiềm khích với đạo bạn như vậy mình mình nói như vậy là chứng tỏ là mình đã làm cho cho mình chọc tức đạo bạn rồi đúng không người ta làm gì mình mình của mình nước sông không phạm nước giếng đúng không mình tu thì kệ mình người ta tu thì kệ người ta đạo nào cũng là đem cái tốt cái đẹp cho đời thôi mà tại sao mình lại nói là mình tu là mình thành phật mà người khác tu là sẽ không thành phật rồi mình nói người ta là sẽ là con chiên có đem vô chảo chiên mình nói vậy có phải là sổng ngôn lọng ngữ không? những cái truyền thuyết đó đó là tốt cho cuộc đời là để dạy cho người ta đừng có làm ác vậy thôi. chứ đó hả những cái thứ đó có không? có ai thấy ông Phật bao giờ không? thấy trong phim hả? thì có. Chứ thấy ngoài đời có không? không. chưa bao giờ thấy hết trơn á. vậy thì đó là ai chứng minh cho mình là trên đời này có Phật hả? Tất cả những gì chúng ta làm là cũng chỉ cố gắng để đừng có làm điều ác Vậy thôi Đó, Phật dạy là như vậy đó Ăn chay để đừng giết mổ vật Rồi đừng có làm điều, điều ác Rồi sẽ bị mà quả báo rồi này kia Vậy thôi, chứ có ai thấy được gì không mà đó hả nói như đúng rồi nói phật thích ca hồi xưa đó là là thành phật ủa có ai thấy ông ổng ổng bay 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 lên trời không nhập niết bàn niết gì có thấy gì không cho nên nó là mọi người ơi mình không có phản đối ai tu thì tu ai đó là làm được gì tốt thì làm tất cả những người đi tu đều làm tốt cho cuộc đời cho không có làm điều ác là mình ủng hộ mình không có phản đối nhưng mà đừng có hả là đem ra những cái thứ mà À mà, mà mà xảo chá để mà mà lọc lừa là mình không có thích nha lọc lừa kêu là phải cúng cái này cái kia phải cúng càng nhiều mới được cái này cái kia nọ rồi nó bắt đầu đó hả ngăn những người tham người ta cúng quá trời cúng quá trời tôi nói thiệt tôi tới chùa tôi cúng không phải để tôi được cái gì chân tôi tới chùa tôi vẫn cúng nhưng mà tôi cúng với cái lòng của tôi đó là ủng hộ mấy cái ông uh, sư để mà mấy ổng đó là có tiền để ổng tu tập vậy thôi chứ không có phải cúng để gì tôi được cái phước gì đó không có tôi cúng là để 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 tôi ủng hộ các thầy để các thầy có cái để mà các thầy tu tập có cái chi phí vậy thôi chứ không phải là cúng là để làm tôi được cái phước gì đó không có cho nên nó hả mọi người vừa vừa thôi đừng có bị lừa đảo nữa nha các thầy lừa đảo quá trời rồi mày ngày hôm nay đó mọi người thấy không thầy có đúng là tư cách không của một người thầy không trời ơi là trời quá trời quá đất à mình là một người chân tu một người đó làm à, đức cao trọng vọng mình nói đó là mình à, học được nhiều đà, kinh kệ nhiều à, cái à, sách vở của à, thầy lắm mà mình có thay đổi được gì đâu mà mình hỏi người ta đó là à, có sửa được gì chưa ủa thầy tiêu tu mấy chục năm mà cái nết thầy, thầy còn chưa sửa mà thầy ông này ông mới tu có có năm sáu năm mà mà ông đã sửa được nhiều hơn thầy rồi đó ít nhất ông không đó làm tổn hại tới người khác ông ít nước ông không có nói nói dối nói xạo là 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 ông đã sửa rồi đó còn thầy thì sao thầy chu mấy chục năm thầy còn chưa sửa mà thì còn sân si ngay chỗ đó rồi mà thầy nói đó là người ta sửa là sửa làm sao người ta chưa sửa đâu người ta mới có mấy năm hà thầy mấy chục năm thầy còn chưa sửa thầy còn sân si như vậy đó thầy kêu người ta sửa sửa gì ta chưa sửa được đâu nha trời ơi là trời thì có tức quá trời tức đi các anh chị ơi ủng hộ anh chị nha share các clip của anh chị nha để cho hả mọi người cùng nghe bực bội quá trời với đất rồi, trời. nhìn thấy ngon không mọi người? đây nè, đó bà tám cắt đôi, rồi làm thấy không? đã không? đâu ra? trời ơi! em chị cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi clip của mình nha Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Ngân hàng của em chị nhận hồ sơ cho vay tiền mua nhà trên rất nhiều tiểu bang khác nhau có rất nhiều chương trình loan không cần chứng minh giấy khai thuế cho việc mua nhà hoặc là lấy tiền ra từ căn nhà của mình nếu như các em vừa mới tốt nghiệp đại học hoặc là cao đẳng muốn mua căn nhà thì ngân hàng của anh chị chỉ cần các em có một tháng có công an việc làm là có thể mua được nhà rồi nếu như anh chị muốn biết thêm chi tiết về việc làm loan thì phải nên mua nhà hoặc bán nhà hãy gọi cho anh chị ở số 626 236 2462 626 236 2462